Chư Tôn Đức, nhà sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Pháp Bụt Tha Thamma vào tháng 12 giờ. Giờ mùa hè 8 giờ đến 10 giờ tối, hiếu sinh từ 8 giờ đến 10 giờ, lưu gió từ 9 giờ đến 11 giờ, sinh từ 6 giờ đến 8 giờ, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, sinh đi từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khama thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào quý đồng hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 2019 Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là giáo trường bộ kinh Ca Dao do hòa thượng Thích Minh Châu và 34 thập thượng Đại Sutta 8.8 phần phải đoạn do đảnh giảng dài. À, bây giờ thì chúng con xin kính thỉnh thượng tọa tại từ bi dẫn nhập học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. À, sẽ bị có nghe được chúng con không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ đại lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tịnh Văn Điện Tử, kính chào thân thân cùng Chư Tôn Đức và thân thân quý Tôn Đức. Kính thưa quý vị, Pháp cực đoạn trừ đại thi thì pháp nói về cái hoặc mình và hậu ái. Rồi khi chúng ta nói đến ba pháp á, cần đoạn trừ thì ba ái vân vân, cho đến bây giờ chúng ta học tám pháp là chúng ta nói đến bát tà. Trong khi bác chánh á, thì là pháp cần phải tu tập, thì pháp tà, bác tà là pháp cần đoạn trừ. Điều này cũng rất dễ hiểu là bởi vì có cái sự đối xứng, như là chánh kiến cần phải tu tập mà tà kiến cần phải được đoạn trừ, vân vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe cái phần chánh kinh được đọc bởi BMC, rồi sau đó xin cung thỉnh để được giảng sư. Hôm nay thứ sáu là ngày giảng của Đại Đức Pháp Tính. Sau khi MC đọc bài xong, xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng giải cho bài học hôm nay. Và bây giờ xin kính mời sư cô Khima đọc kinh, đọc chính kinh bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Thầy, dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Kinh thập thượng, bài học hôm nay là kinh thập thượng 8.4. Đại Sutta ra Sutta, tám pháp cần phải đoạn trừ. Tám pháp cần phải đoạn trừ. Dạ thưa, bây giờ thì con đọc chánh kinh. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp cần được đoạn trừ? Tám pháp: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy là tám pháp cần phải đoạn trừ. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Giới, Pháp Sư Giác Giới biên soạn: tám pháp cần phải đoạn trừ. Đây là tám tà tánh hay bát tà đạo. Vichata: một, tà kiến, misaditi, tri kiến sai lầm, sự hiểu không đúng chân lý, như thường kiến, đoạn kiến, vân vân. Hai, tà tư duy, sự suy nghĩ bất thiện như ý tưởng tham dục, ý tưởng sân hận, ý tưởng não hại. Số ba, tà ngữ. Vichavaka, lời nói bất chính như nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói vô ích. Tà nghiệp. Vichaka kham manto, hành động bất chính như sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tà mạng. Vicha ajivo, nuôi mạng bất chính như làm nghề sát sanh, nghề trộm cắp, nghề lừa đảo. Tà tinh tấn. Số 6 là tà tinh tấn. Vichava chamo, sự siêng năng bất chính, sự siêng năng làm cho bất thiện pháp phát sanh. Tà niệm. Vichasati, sự vọng niệm nhớ đến những điều mà làm cho ác bất thiện pháp sanh khởi. Tà định. Tám, tà định. Vichasamadhi, sự phóng dật, sự trụ tâm không kiên cố làm cho bất thiện khởi. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thưa quý vị, đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về tám cái pháp cần đoạn trừ. Ba ha tập ba tham ma có nghĩa là tám cái tà đạo hay là bát tà đạo. Vậy thì ở trong bát tà đạo đó, nó có cái gồm tà kiến nè, tà tư duy nè, tà ngữ nè, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đây là tám cái tà. Bữa thì chúng ta học về tám cái chánh,
cái nào cũng có chánh. Ở ngày hôm nay thì chúng ta học về tám cái tà. Vậy thì đầu tiên được nói đến là mít chạm tiết tà kiến. Tà kiến ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái tri kiến sai lầm, hiểu không đúng với chân lý, chẳng hạn như là vướng vào thường kiến và đoạn kiến. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái tổng quát, ví dụ như bây giờ là chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này là do nghiệp nó tạo, do nghiệp vô minh tham ái tạo ra cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng là một cái đấng thượng đế nào đó, một cái ai đó đã sáng tạo ra cái con người, thì như vậy đó là chúng ta rơi vào tà kiến. Cái chuyện mà không đáng làm mà lại làm, cái chuyện đáng làm lại không làm, chúng sanh do suy nghĩ như vậy thành ra đi vào ác thú, đi vào cái khổ thú. Vậy thì đối với ở trong cái mitcha ditthi này, cái tà kiến này là chúng ta hiểu sai về cái sự thật, chúng ta hiểu sai về cái sự thật, mà nặng nhất là chúng ta rơi vào những cái đoạn kiến, chúng ta rơi vào những cái đoạn kiến. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa có những vị ở trong cái ngoài Phật giáo này có những cái suy nghĩ rằng là cũng như là không có đời này không có đời sau, có nghĩa là có rất là nhiều cái trường phái, nhiều cái tư tưởng, có những cái tư tưởng cho rằng là vô nhân kiến. Vô nhân kiến có nghĩa là mình có mặt ở trên cái cuộc đời này là một cái sự mà hiển nhiên, một cái sự hiển nhiên đó, mình có mặt ở trên cuộc đời này, thành ra đó cái vị đó, có cái chủ trương là không có tin về có nhân, không có tin về có cái nhân đó. Thì những cái trường hợp này là bị rơi vào đoạn kiến. Hoặc là có những người người ta cho rằng là không có cái kết quả của cái hành động, không có cái kết quả của hành động, thành ra ở trong cái cuộc đời này là người ta muốn làm cái gì người ta làm, người ta muốn theo cái sở hành hoặc là theo cái sự suy nghĩ của người ta như thế nào thì người ta làm như vậy đó. Thành ra đối với cái tà kiến là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta rơi vào thường kiến nó còn đỡ tí xíu, có nghĩa là nó cũng còn có một cái ngày nào đó, còn có một cái nhịp nào đó, đó là chúng ta sẽ chúng ta sẽ thoát khỏi được cái thường kiến, hoặc là cái thân kiến cũng vậy. Nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ thoát được cái thân kiến hoặc là cái thường kiến. Còn nếu mà chúng ta mà rơi vào cái đoạn kiến thì nó rất là nguy hiểm. Quý vị thấy rằng ở trong một số bài kinh mà của các vị ở trong cái thời cận đại này đó, ở trong cái thời gần đây đó, các vị có giải thích rằng là đến một cái lúc mà cái quả địa cầu này sắp sửa hoại đó, thì những cái chúng sanh dù cho có tạo cái nghiệp bất thiện đến nỗi nào đi nữa thì cũng có cái cơ hội, có cái cơ hội là coi như là những cái chúng sanh nó được chư thiên quyến thuộc, được người này người kia báo là thí dụ như là còn 100 năm nữa quả địa cầu này sẽ hoại, thành ra những cái chúng sanh đó có thể là phụng dưỡng cha mẹ, hậu đãi bậc huynh trưởng, nói chung là có tạo những cái phước báo, thành ra lúc đó là sẽ sanh lên cõi trời. Mà hễ mà sanh lên cõi trời thì tiếp tục ở trên đó để mà tu tập rồi chứng đắc những cái cõi thiền, cho đến cái cõi tam thiền, thì né tránh được cái sự hoại của quả địa cầu này. Còn đối với những cái chúng sanh mà rơi vào phong kiến, có những cái chúng sanh mà không tin về nhân, không tin về quả, không tin về nhân và quả đó, thì những cái chúng sanh đó là coi như là không có thoát không được, có nghĩa là sẽ càng ngày sẽ càng lún sâu, càng ngày càng lún sâu. Vậy thì ở đây là nói đến tà kiến là chúng ta lưu ý có cái chỗ này, cái chỗ hiểu sai chấp lầm thì mình không nói rồi, cái đó giống như là cái quả rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ rằng là cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái sự tà kiến,
chúng ta đó mà hờ hững với chánh pháp nè, rồi chúng ta thân cận như ngoại giáo nè, đó, những cái nhân này nó sẽ dễ làm cho mình bị vướng vào tà kiến đó. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta không chịu học về chánh pháp, chúng ta không có học về cái này là nhân, cái này là quả, hoặc là chúng ta không chịu mà bàn luận về Phật pháp, chúng ta không có tu tập theo chánh pháp, thì một lúc nào đó tà kiến nó sẽ xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Đối với cái nhân á, mà mình gần gũi với ngoại giáo đó, là thì nó cũng là cái nhân chính để cho chúng ta dễ sanh khởi lên cái tà kiến. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, khi mà mình gần với những cái vị hành giả, mình hành thiền, mình tu tập về thiền, thì coi như là lúc đó mình sẽ có cái sự siêng năng trong cái sự tu thiền, hoặc là mình có cái sự ham thích, hoặc là mình gần với những cái vị tối ngày cứ lo học kinh điển này kia vân vân, thì chúng ta cũng ảnh hưởng, có nghĩa là chúng ta cũng bắt chước theo để mà chúng ta học. Còn hãy mà chúng ta mà gần với những người mà tà kiến là coi như là lâu ngày là chúng ta sẽ bị vướng vào tà kiến đó. Vậy thì ở cái chi pháp đầu tiên được nói đến ở đây tà kiến có nghĩa là cái chi kiến sai lầm. Cái chi kiến sai lầm, mình không có nhận thức được, không có nhận thức được những cái gì là chân lý. Hãy cái gì mà chân lý mình cho nó là phi chân lý. Những cái gì mà cần để mà hiểu biết thì chúng ta lại không chịu tìm hiểu. Đó thì những cái chi kiến như vậy nó dẫn mình đến, một là mình bị vướng vào thường kiến, hai là mình bị vướng vào đoạn kiến. Rồi cái điều thứ hai nữa ở trong bát tà này là tà tư duy. Tà tư duy ở trong đây có nghĩa là mình suy nghĩ về cái sự mà hưởng về dục lạc, có nghĩa là dục tư duy đó. Rồi mình suy nghĩ về cái sự mà sân hận, cái sự bất mãn về những cái dục. Rồi hại tư duy là mình có cái sự suy nghĩ về hại người, hại mình đó. Thì ba cái điều này nó đều được nằm ở trong tà tư duy. Có những người ta nói tà tư duy là chỉ mới có suy nghĩ thôi, thành ra nó không có nó không có tạo nghiệp. Thì cái điều này người ta lầm rồi. Những người mà có những cái suy nghĩ như vậy là bị lầm nữa quý vị. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình suy nghĩ đến những điều mà bất thiện thì coi như là nó sẽ dẫn đến cái sự hành động, hoặc là nó dẫn đến cái sự nói năng. Mà bây giờ mình chỉ cần mà có những cái tà tư duy ở trong tâm của mình thôi là mình đã cảm thấy nó mệt mỏi rồi. Thật ra đó, đối với khi mà chúng ta thấy rằng cái dục tư duy là cái gì, là cái sự mà suy nghĩ về hưởng thụ những cái dục. Nói mà chúng ta có những cái tư tưởng đó thôi là chúng ta đã cảm thấy chúng ta mệt mỏi rồi. Còn đối với bậc trí thì sao quý vị? Bậc trí thì nhìn những cái dục đó bậc trí cảm thấy rằng nó mệt mỏi, nó chán chường. Ví dụ như quý vị thấy rằng dục tư duy có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình ham muốn trong những cái trần cảnh, mình ham muốn được hưởng thụ về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Tất cả ở trong cái cuộc đời này của chúng ta đó là chúng ta chỉ xoay quanh những cái cảnh này thôi. Nhưng mà bậc trí thì có cái suy nghĩ như thế nào? Bậc trí nhìn thấy những cái dục này đó có được là cũng là một cái sự đau khổ rồi. Chúng ta có được, ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy rằng chúng ta có được cái đồ gì đó chúng ta thích đi, mình có được là một là mình có những cái hành động bất thiện, có nghĩa là những cái bất thiện nghiệp mình mới tạo ra, mình mới có được những cái điều đó. Hoặc là nếu mà mình may mắn thì mình có được cái thiện nghiệp, mình dùng cái thiện nghiệp, ví dụ như là những cái cách làm của mình nó trơn tránh, rồi mình tạo ra được những cái món đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng dù cho thiện hay là bất thiện để mà tạo ra cái điều đó, mình thấy rằng là coi như là nó cũng mệt hết, khi mà mình đi tầm cầu, đi tìm kiếm những cái dục đó thì mình phải bỏ ra công sức, bỏ ra cái sự suy nghĩ đủ thứ hết. Rồi khi mà chúng ta có rồi sao quý vị?
có rồi chúng ta gìn giữ, là chúng ta có rồi chúng ta gìn giữ. Thành ra đó, ở trong cái bài kinh quán tưởng đó, của bậc xuất gia đó, đến một ngày nào đó, đó, một lúc nào đó, thì những cái vật mà chúng ta dù có yêu mến hay không yêu mến gì, nó cũng bỏ mình mà nó đi thôi. Đó, thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà không có suy nghĩ đến những cái dục này? Tại vì á, là mình tìm nó, tìm kiếm nó cũng khó rồi, rồi mình gìn giữ nó cũng khó. Mình gìn giữ, quý vị thấy rằng ở trong cái thế gian này á, không có cái đồ gì mà nó bền hết, không có cái đồ gì nó bền đến nỗi mà quý vị thấy rằng á, những cái đền đài cung điện á, hoặc là quý vị thấy rằng trong những ngày vừa qua đó, quý vị thấy có rất là nhiều nơi một cơn bão đi qua thôi là coi như là nhà cửa cao ốc gì cũng tiêu hết, cũng bị lũ nó cuốn hút đi hết, hoặc là bị những cái trận lụt nó cuốn đi hết. Thật ra đó thì khi mà chúng ta có một cái sự suy tư, chúng ta có cái sự suy nghĩ đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái lời của Đức Phật dạy cho chúng ta là rất là hay. Có nghĩa là chúng ta vừa lòng với những gì mình đã có, hoặc là mình sống mình biết cái sự vừa đủ thôi. Còn nếu mà mình mà không có cái lời của Phật dạy á, là coi như là mình cứ suy tư về các dục tiếp. Mà đối với các dục á, thì quý vị thấy rằng á, là không có cái lúc nào mình cảm thấy mình thỏa mãn. Đối với những cái, bây giờ quý vị thấy rằng á, thí dụ như đối với đồ mình mà chỉ có mình biết tu tập, mình biết tu tập, mình thấy rằng như vậy là vừa đủ rồi. Hoặc là đối với cái thức ăn cũng vậy, hoặc là đối với những cái vật gì đó mà nó hỗ trợ cái đời sống mình cũng vậy. Mình cảm thấy nó đủ, nó vừa đủ cho cái cuộc đời của mình như vậy, thì coi như là chúng ta biết suy tư vậy đó, rồi chúng ta ngừng lại, chúng ta ngừng, chúng ta không có vướng vào những cái tà tư duy này. Vậy thì cái tà tư duy này nhá, cái thứ nhất á, là cái tâm mà suy nghĩ bất thiện, mà suy nghĩ bất thiện về cái gì? Suy nghĩ bất thiện về tham đắm những cái trần cảnh đó. Thì ở trong đời của chúng ta đó, chúng ta được phân ra rất là nhiều: nhà cửa xe cộ, rồi tiền bạc, rồi vật chất đủ. Nhưng mà nếu mà mình được diễn tả trong kinh á, là quý vị thấy rằng là coi như là rất là gọn: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đó là nó nằm gọn ở trong những cái cảnh đó. Đó, mà nếu mà chúng ta có cái tư tưởng, là có nghĩa là chúng ta có những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng mà mình tham đến những cái cảnh đó, mình tham, mình thích, mình mong muốn, mình chờ đợi, mình hoan hỷ ở trong đó, mình đắm nhiễm ở trong đó, thì coi như là mình bị tà tư duy nó chi phối mình đó. Rồi cái tà tư duy mà thứ hai á, là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chúng ta có những cái ý nghĩ, chúng ta có những ý tưởng sân, sân bực bội đến những cái cảnh mà chúng ta nghe hoặc là chúng ta thấy. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng á, tà tư duy á, khi mà chúng ta có cái tâm mà chúng ta bất bình về cái chuyện đó, là coi như là nó cũng vướng vào sân tư duy hoặc là tà tư duy. Rồi cái suy nghĩ đến cái sự não hại nữa, suy nghĩ đến hại người, hại mình đó. Thì quý vị thấy rằng cũng giống như cái trường hợp của một cái ông mà trưởng giả ở trong cái kinh Pháp Cú mà nói, mà đã kể lại đó. Quý vị thấy không, ông ta chỉ có hùng một nhóm đậu thôi, rồi lại nghi ngờ cái ông này là coi như là mình, ông sẽ nói xấu mình là mình giàu quá mà mình hùng ít đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ông ta mới có cái tư tưởng là lận dao ở trong người, lận dao găm ở trong người, thì chờ đợi đến ngày hôm đó đó, cái ông trưởng gì mà nói xấu mình cái thôi, nói xấu mình cái thôi á, thì coi như là mình sẽ tâm ổn liền đó. Thì những cái tư tưởng này là hận si tư duy và não hại tư duy, có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng nuôi những cái ý tưởng, những cái ý nghĩ mà giết người ta, đánh đập người ta, làm hại người ta bằng cách này bằng cách kia. Đó là mình rơi vào sân tư duy và hại tư duy, có nghĩa là có những cái ý nghĩ là muốn muốn hành hạ chúng sanh đó,
dù cho đó là con vật cũng vậy quý vị. Đó thì như ông cái ông trưởng giả nó thì lúc đó ông coi như là ông cứ đi theo dõi là coi ông bá hộ này coi ổng có nói xấu gì mình không, nhưng mà cuối cùng nó thì lại nghe cái ông bá hộ đó nói rằng là người này hùng một chút, người kia hùng một chút, nhưng mà tất cả những cái thiện tâm này mong cho tất cả mọi người đã hùng phước trong ngày hôm nay được cái sự an vui. Thành ra cái ông đó thì lúc đó ông nghe được cái câu đó rồi thì ông đã từ bỏ cái ý nghĩ đó và xin sám hối với cái người cận tâm đó, có nghĩa là cái ông bá hộ đó đó. Đó thì trong cái trường hợp đó đó là cái người đó đã thoát ra được cái tà tư duy. Nhưng mà quý vị thấy rằng thường thường nếu mà chúng ta ở đời sống mà chúng ta không tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mình không chịu tu tập những cái tâm này thì rất là khó mà thoát ra quý vị. Thường thường là quý vị thấy rằng có nhiều người là người ta đã biết mình sai rồi nhưng mà không dám nhận thức, không dám nhận là mình sai. Như trường hợp của ông mà Macchariya, ông keo kiệt này, quý vị thấy rằng lúc đó ông nhìn thấy mình sai rồi, thôi sám hối liền, sám hối cái nguyện này liền. Đó thành ra đó là những cái người mà người ta có cái duyên lành, có cái nghiệp lành, mà cái nghiệp lành này do đâu? Do nhiều đời chúng ta huân tập, chúng ta tu tập. Thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó thì những cái mà nhục tư duy hoặc là sân tư duy hoặc là tà tư duy, hại tư duy đó, những cái điều này nó dễ khởi lên trong tâm của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết, chúng ta biết cách tu tập dần dần thì chúng ta sẽ loại bỏ. Còn nếu mà mình không chịu mà tu tập á, càng ngày mình càng lún vô, càng ngày mình càng lún vô. Mà hãy mà mình lún vô rồi thì sao quý vị? Khổ cảnh nó chờ đợi mình. Cũng như quý vị thấy rằng một cái người thanh niên khác cũng được nói đến ở trong pháp cú. Thì ông bá hộ này ông gặp cái người thanh niên này ngủ và ló cái chân ra, nằm ngủ mà ló cái chân ra rồi ông bá hộ ông nhìn thấy cái dấu sình đất nó còn dính ở trên cái bàn chân này. Thì ông bá hộ ông nói rồi, đêm khuya này mà đi đâu chơi bờ này kia rồi bây giờ ngủ ngày rồi còn ló cái chân là nó dơ ra như vậy đó. Nên thì khi mà được nghe vậy cái người thanh niên này là coi như là đem cái tâm mà hận thù với cái ông bá hộ này, rồi tự nhiên cái tìm đến cái những cái gì mà ông bá hộ ổng thích nhất, ổng quý nhất, rồi sanh tâm mà để mà đập phá. Thì sau khi mà biết được đó là ông bá hộ ổng quý nhất là cái cốc liêu mà ổng đã cúng cho cái vị Phật độc giác đó rồi. Đó thành ra quý vị thấy rằng là coi như cái người thanh niên này là tìm cách đến để mà đập phá rồi đốt, nhưng mà quý vị cuối cùng thì cái người thanh niên này là coi như là bị rơi vào khổ cảnh. Thì ở đây chúng tôi nói lên cái điều này khi mà chúng ta đoạn trừ là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn ra được là chúng ta thấy rằng mình có những cái dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, thì mình mau mau mình tìm cách để mà mình loại bỏ nó, mình dùng vào cái chánh tư duy. Có nghĩa là như lúc đầu tôi nói, đối với cái cuộc đời này khi mà chúng ta mà tầm cầu cái đó nó đã khó khăn rồi, mình muốn có được cái đó nó khó khăn rồi quý vị. Khó khăn là như thế nào? Chúng ta phải làm cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp chúng ta mới có được những cái cảnh đó, những cái tài sản đó. Rồi sau khi có đó rồi chúng ta gìn giữ, chúng ta gìn giữ kỹ càng lắm thì được vài năm, mà kỹ hơn thì được 10 năm, 20 năm. Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Cuối cùng nó cũng phải bị tiêu hoại thôi. Bất cứ một cái gì ở trên đời này vậy, nó đều mang cái tính chất là biến đổi, bị hoại đi bởi thời gian, bởi cái những cái sự vận chuyển của những cái sự vận hành của các pháp đó. Thành ra cuối cùng chúng ta thấy rằng là coi như là mình không có giữ được một cái gì hết. Thì một người mà có suy nghĩ về những cái điều này thì mới bỏ đi, trừ đi được những cái tà tư duy. Rồi cái chi pháp thứ ba đó, dạ không biết quý vị nghe âm thanh của chúng tôi không? Alo, dạ, dạ cảm ơn quý vị. Đó, rồi đến cái thứ ba đó là tà ngữ, mít cha qua cha.
Có nghĩa là những cái lời nói bất chính, như là nói dối nè, nói ly gián nè, nói độc ác nè, nói vô ích, thì chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái bài này mình học á, cái gì mà nó không thuộc về chánh là nó thuộc về tà, nó không thuộc về chánh là nó thuộc về tà. Cái điều này chúng tôi nhớ có những người người ta nói rằng chánh ngữ cái chi pháp là chánh ngữ tâm sở. Vậy thì cái tà ngữ cái chi pháp nó nằm đâu? Cái tà ngữ cái chi pháp nó nằm đâu? Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng đối với tà ngữ nó không có thật. Cái gì mà nó không có chánh ngữ là nó thuộc về tà ngữ. Nếu mà mình không có lời nói chân thật, mình không có lời nói chân thật là coi như là mình nói dối. Cũng như quý vị thấy rằng mình cái lời nói này chân thật không? Nếu mà chân là thuộc về chánh ngữ, mà không phải là lời nói chân thật là coi như là coi như là lời nói dối thôi. Đó. Mà nếu mà chúng ta đó mà không phải lời nói hiền thiện, không phải là lời nói dịu ngọt, thì coi như là lời nói độc ác. Coi như là chúng ta có lời nói độc ác. Vậy thì cái tà ngữ này á, coi như là nói cái gì? Nói không có chân thật, lời nói dối đó, rồi nói độc ác, rồi nói chia rẽ. Người ta tu tập chánh ngữ á, người ta có những cái lời nói nó dẫn đến cái sự hòa hợp. Còn bây giờ á, thì mình không có chánh ngữ, mình rơi vào cái lời nói ly gián, có nghĩa là mình nói làm sao mà nó chia rẽ, rồi đến nói vô ích đó. Thật ra đó quý vị biết không, có nhiều khi đó, chúng tôi muốn trình bày cái chi pháp này rất là dài. Là tại sao? Tại vì ở trong cái thời nay đó, quý vị thấy chúng tôi không biết cái thời xưa các vị hòa thượng tu tập hoặc là trong cái thời mà của các vị lớn á, các vị lớn thì như thế nào. Chứ ở mà hiện nay của chúng tôi á, chúng tôi thấy rằng là cái lời nói mà thuộc về mà tà ngữ á, nói dối nè, có nè, rất là nhiều. Rồi cái lời nói ly gián nữa, cái lời nói ly gián á, thì quý vị biết rằng á, nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều lắm. Ở trong ngày hôm nay á, quý vị thấy không, lời nói dối nè, nói ly gián nhiều lắm. Nói dối là nói làm sao? Có nhiều người á, không có chứng gì hết mà cũng nói chứng, cũng nói chứng được cái này cái kia. Quý vị thấy rằng chỉ có ở trong Phật giáo Nguyên Thủy này nè, ở trong Phật giáo Nguyên Thủy này quý vị, hồi đó giờ có ai, quý vị có nghe ai một vị sư nào mà vỗ ngực mà nói mình chứng thiền không? Không có. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy này nè, ngày xưa giờ quý vị lên đây quý vị nghe pháp, quý vị thấy rằng những vị giảng sư ở trong đây nè, có vị nào mà nói là mình chứng Tu Đà Quần hay là chứng một cái pháp gì không? Không có quý vị, không có. Nhưng ra khỏi Phật giáo Nguyên Thủy này đi, ra khỏi Phật giáo Nguyên Thủy này đi, thì quý vị thấy rằng là coi như là nhiều người lắm, nhiều người xưng mình thánh cô cũng có nè, thánh cậu cũng có nè, rồi thánh gì cũng có đó, rồi minh sư đủ thứ hết. Thì những cái lời nói này là một cái lời nói dối, mà lời nói dối này rất là nghiêm trọng. Cái lời nói dối này rất là nghiêm trọng quý vị. Tại sao vậy? Mình làm cho con người người ta đó, mình làm cho con người người ta đó, là đặt cái niềm tin vào đó, con người người ta tin vào cái đó. Đó thì khi mà quý vị thấy rằng mình vướng vào cái lời nói dối ấy, nhất là nói về cái sự chứng đắc là rất là nguy hiểm đó. Rồi á, có người á thì á nói dối, có người á thì nói ly gián, nói ly gián. Ví dụ như bây giờ á, người ta vô người ta nghe pháp, người ta học ở trong Phật pháp này, cái mình đi rù rì, mình nói nhỏ cho người này kia, người kia nghe, người này nọ nghe, cái vị đó vậy á, cái vị đó giảng pháp vậy á mà không có làm, chứ ông không có làm. Rồi mình nói cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng thì cái lớp học không có còn nữa, cái người giảng cũng không còn, cái người nghe cũng không còn. Rồi sao? Rồi chúng ta sẽ đi tìm những cái room nào, đi cái lớp học nè, cái lớp nào đó, cái phòng nào đó lên karaoke, không thôi là gây lộn, chữ lộn. Thì quý vị thấy rằng tất cả hai bên, tất cả mọi người thì cùng nhau đi xuống khổ cảnh thôi.
đi cùng nhau đi xuống khổ cảnh thôi, chứ quý vị thấy rằng là coi như là thấy rằng là đâu có gì thiện pháp đâu. Nhưng mà quý vị thấy rằng một cái lớp học như này, một ngày quý vị thấy rằng mình bỏ ra 2 tiếng đồng hồ, mình vào ở trong cái ban thoát này mình học, thì chúng tôi nghĩ rằng tâm thiện của quý vị mà nó có tệ lắm, tất cả chúng ta có cái tâm thiện nó sanh lên tệ lắm thì cũng được 10 phút. Thì quý vị cứ nghĩ đi, một ngày mình có được 10 phút tâm thiện, một ngày mình có được 10 phút tâm thiện thì bây giờ một năm là bao nhiêu, bao nhiêu ngày là được bao nhiêu phút, rồi 10 năm là được bao nhiêu, rồi 20 năm được bao nhiêu. Còn nếu mà chúng ta nói mà cho nó ly gián, nói cho cái lớp học này nó văng luôn, nói cho cái lớp học này người ta đóng cửa luôn, rồi không ai vô đây để mà giảng, rồi cũng không ai vô đây nghe hết, thì quý vị thấy rằng tất cả chúng ta sẽ đi đâu? Có nhiều người ta nói không có lớp học này đi hành thiền, đi tu thiền, cái đó là nói thôi, nói vậy thôi chứ chắc gì, chắc gì quý vị, chắc gì mà chúng ta thường thường quý vị nên nhớ, khi mà chúng ta tu tập đó, coi vậy chứ chúng ta vẫn còn cái phàm nó nhiều lắm. Đông đông mình vô mình nghe pháp mình thấy vui, hoặc là mình hành thiền cũng đông đông người, rồi do mình sợ người ta nói rằng là mình không có tinh tấn để mà mình ngồi, mình siêng năng mình ngồi, thành ra mình cũng cố gắng mình ngồi. Thì khi mà mình tu tập á, cái gì mà nó có cũng có đông đông người á, thì nó cũng hỗ trợ, nó hỗ trợ cho đời sống tu tập của chúng ta. Thì nếu mà có những vị thật sự ra đó, ở trong đây á, vị á, ít người ta cũng được, ít người ta nghe pháp cũng được, cái này á là cái số ít thôi, cái số ít thôi có nghĩa là những người ta có thần thuộc trong sự tập rồi, anh ta sợ nhất là đám đông rồi, biết rằng là chúng tôi biết là người ta rất là sợ cái đám đông. Ví dụ như chúng tôi có những người mà đi đến chùa, quý vị biết không, ta lên ở trên chánh điện á, người ta quét dọn một, người ta mệt mỏi gì người ta cũng, nhưng mà quý vị kêu nam mà xuống để mà làm việc á, là ta rất là sợ. Thì á, quý vị biết rằng ở trong cái thời nay á, cái người mà người ta hộ trì á, hoặc là hỗ trợ khấu nghiệp người ta rất là khó. Đó, thành ra người ta dễ sanh ra cái chuyện nói ly gián, không nói ly gián thì nói lời độc ác. Đó, nói sao mà cho người ta coi như là người ta bỏ ăn luôn. Đó, thì cái điều này á, quý vị thấy rằng ở trong thời nay chúng ta gặp rất là nhiều, rất là nhiều. Chúng tôi nhớ lời của Hòa Thượng Ân Sư mà dạy chúng tôi. Hòa Thượng nghe, mình có nóng gì nóng, đến cái giờ ăn, mình chờ người ta ăn xong hết đi, rồi mình hỏi ăn xong chưa, rồi uống nước rồi này kia, rồi bắt đầu mình mới nói cái chuyện đó là không có đúng, không có nên nói như vậy này kia vân vân. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ở gần những cái vị Hòa Thượng là chúng ta thấy rằng Hòa Thượng chỉ từng ly từng tí đó, chứ không thôi quý vị biết rằng có nhiều người là coi như là thí chủ người ta vô người ta chai tăng mâm cao cổ đầy, rồi khi mà các vị sư mà vừa ngồi vô đó, cái vị đó nói, quý vị biết cái vị đó dùng cái lời nói mà coi như là những cái vị sư ngồi trong đó coi như là bỏ ăn luôn. Mà cái con người cái đời tu của mình nó rất là ngộ nha quý vị, nặng nhọc hoặc là ăn uống mà nó khổ cực tí xíu thì cũng không đến nổi, nhưng mà quý vị mà dùng cái lời mà nói nặng á, quý vị dùng, quý vị bây giờ quý vị mà muốn mấy ông sư mà bệnh nó dễ lắm, quý vị coi quý vị tìm cái lời gì mà quý vị nói nặng tí xíu, mượn đạo tạo đời đồ giả tu rồi quý vị đó, quý vị nói những cái lời nói đó là coi như là mấy cái đối với mấy ông sư già, thì mấy sư mà lớn tuổi là coi như là bệnh, nghe tức quá bệnh liền đó. Còn đối với những cái vị sư trẻ đó thì lại rất là dễ quan tục, thành ra cái lời nói nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta đó mà chúng ta khéo nói á, thì chúng ta làm cho cái người đó sẽ tinh tấn tu tập, tinh tấn mà chuẩn bị mà coi như là chuẩn bị mà cố đi á, cái lời nói mình á, mà cái nói mình đúng đắn, cái lời nói mình dịu ngọt, thì cái vị đó là coi như là tinh tấn lên để có cái sự tu tập. Quý vị thấy không, các vị tỳ kheo lợi ông Bạch Đức Thế Tôn
con giờ con muốn về, con muốn về đời rồi, hỏi sao về đó, giờ con thương cái người đó quá rồi, con thương cái người đó quá rồi. Thì lúc đó Đức Phật nói à, rồi để Đức Phật thuyết cho nghe ha, cũng cái gì cái người đó đó mà cái nước mắt của ngươi á nó đổ ra nhiều hơn nước ở trong bốn biển, rồi Đức Phật kể như thế nào như thế nào. Cũng vì cái người phụ nữ đó đó mà máu của ngươi á đã đổ ra nhiều hơn nước bốn biển, rồi đó kể ra những câu chuyện tiền thân ở trong quá khứ ngươi đã từng vậy 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 đó. Rồi cái vị này bạch Đức Thế Tôn, thôi con trở lại con tu tập nữa đó, con sẽ tiếp tục tu tập, chứ con nhìn cái dòng sanh tử luân hồi này, con nhìn cái dòng đời này là con ớn quá rồi đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với đời sống của chúng ta đó, khẩu nghiệp cũng rất là quan trọng. Và có khi á, mình nói một cái á, là người ta sống lại. Có những người người ta làm ăn à, người ta đi đến cái sự thất bại à, thất bại mình đến mình á, mình nói là sau cơn mưa là trời lại sáng à, bây giờ hoặc là à, dân gian ông bà ta có những cái câu mà không ai mà nghèo ba họ, khó ba năm, khó ba đời gì đó quý vị. Thì có những người á, thật sự ra đó, có những cái câu mình nói dân gian á, nó cũng giúp ích người ta trong cái hoàn cảnh đó à, trong cái hoàn cảnh đó đó. Còn á, nếu mà mình không khéo á, mình nói á, à, là người ta sẽ dẫn đến cái sự mà nó đã khổ rồi nó còn khổ hơn đó. Thì quý vị thấy rằng ở cái lúc á, ở đây á, thì chúng tôi nói thêm một cái điều này nữa. Ngày xưa đó thì mình nghĩ rằng là cái lời nói dối nè, cái lời nói chia rẽ nè, cái lời nói độc ác nè đó, mình tưởng là cái lời nói đó, ba cái lời nói này là nguy hiểm. Mình nghĩ cái lời nói vô ích thì nó không có nguy hiểm, nhưng mà thật sự ra đó, cái lời nói vô ích á, cái lời nói vô ích là nó cũng nguy hiểm lắm quý vị, nó cũng nguy hiểm lắm. Quý vị biết đối với con người của chúng ta nó rất là ngộ, thế mà chúng ta ngồi lại đó mà chúng ta có những cái câu nói mà ghẹo ghẹo chơi á, chọc chọc người này chọc chọc người kia chơi á, nó rất là nguy hiểm. Thật sự ra quý vị biết không, khi mà mình bị chúng tôi gặp những cái trường hợp đó nhiều, này khiều người kia cái khiều là có nghĩa là đừng nóng với quý vị à, nói động chạm tới người đó một cái, nói động chạm, nhưng mà thật sự ra chúng tôi biết là khởi đầu á là cái lời nói cho vui chọc cho cười, nhưng mà quý vị thấy rằng á, khi mà mình khiều người ta một cái đó, rồi bên kia người ta cũng khiều lại đó, bên kia người ta cũng khiều lại một cái quý vị đó, rồi nói qua nói lại á, thì lúc đó tham sân si nó sanh khởi liền. Nhà tham sân si nó sanh khởi liền. Thành ra quý vị thấy rằng á, ở trong những cái bài kinh trước á, chúng tôi nhớ như là chúng lúc mà chúng ta học ở trong Tăng Chi á, Đức Phật có dạy cho vị tỳ kheo, khi mà người ta giễu cợt mình không giễu cợt lại, khi mà người ta phỉ báng mình không phỉ báng lại, khi mà người ta đánh mình không đánh lại, thì cái đó đó mới gọi là cái hạnh sa môn, mà cái đó mới gọi là cái hạnh sa môn. Nhưng mà ở đây thôi, tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta vướng vào cái lời nói vô ích. Thật sự ra quý vị thấy rằng có những cái bài kinh đó chúng ta tụng là đừng có phí cái thời gian vô ích, là đừng có phí những cái thời gian đó, là cái thời gian đó để chúng ta tụng đọc Phật ngôn, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật, chúng ta làm cái chuyện gì đó mà cho cái thiện nghiệp nó tăng trưởng thì nó tốt hơn đó. Thành ra cái tà ngữ này cũng là cái pháp mà cần phải đoạn, chúng tôi nghĩ rằng rất là cần thiết ở trong cái đời sống ngày hôm nay. Cái đời sống ngày hôm nay á, là cái khẩu nghiệp á, là chúng tôi rất là sợ quý vị. Chúng tôi thật sự ra đó, đối với bản thân của chúng tôi sợ, rất là sợ cái tà ngữ này. Tại vì mà mình mà nghe mình rất là khó chịu à, mình nghe mình rất khó chịu. Có những lúc ví dụ như tư tưởng mình vui à, không sao, tư tưởng mình đang hoan hỷ trong cái sự tu tập à, cũng như lúc trước chúng tôi nghe, chúng tôi nhớ à, hòa thượng à, thường dạy cho chúng tôi à, chó sủa thì mặc chó sủa à, chuyện đường ta thì ta cứ bước, hoặc là chó sủa mặc kệ chó sủa à, đòn lữ hành cứ thẳng đường mà tiến tới. Nhưng mà quý vị thấy rằng đâu phải lúc nào chúng ta cũng vậy được. À, đối với phàm phu quý vị, có lúc mình buồn, có lúc mình vui, chứ đâu phải là lúc nào mình cũng có chánh niệm
À, không phải lúc nào mình cũng có chánh niệm đâu. Thành ra tốt nhất á, là mình thấy rằng là cái hội chúng nào á, mà nó rơi vào tà ngữ á, chúng ta nên phải tránh. Hoặc là đối với những người nào đó, chúng tôi sợ nhất là những người á, mà nói nhỏ cho nghe nha, nói nhẹ tại thương lắm mới nói đó, à, tại thương lắm mới nói á, chứ không chứ à, nhưng mà nói nghe thôi chứ đừng có đi nói lại, à, nói kia nói lại nha. Đó thì quý vị thấy rằng những cái người mà nói như vậy đó là chắc chắn đem lại phiền não cho quý vị. Mà cái nghiệp của chúng ta rất là ngộ nha quý vị. Mình mà nghe mấy cái người nào mà người ta nói như vậy đó, mình cứ mong muốn nghe được cái câu chuyện đó cho sớm, là mong muốn nghe được cái câu chuyện đó cho sớm, mà nghe xong rồi sao, phiền não một đống luôn, phiền não đầy trời, đầy dẫy ở trong cái cuộc đời luôn đó. Vậy thì quý vị mai mốt mà chúng ta nghe mà cái người nào mà lại nói cho chúng ta nghe những cái câu đó, à, thương lắm mới nói nha, à, nói nghe là bỏ nha, nói biết là bỏ thôi nha. Đó, nếu mà mình gặp những cái người này là tốt nhất là coi như là mình bịt lỗ tai là chạy. À, chúng tôi thấy thật sự ra đó, hồi trước đó, chúng tôi không có sợ những cái điều này đâu, nhưng mà ở trong cái thời nay đó, chúng tôi rất là sợ quý vị. À, thường thường có nhiều bữa, có nhiều ngày đó, quý vị biết không, chúng tôi đó, là coi như là ngồi trong phòng đó, đọc sách vậy chứ cái cửa ngoài đóng. Có bữa chúng tôi phá cửa trước luôn, à, phá cửa trước luôn, à, chỉ đi cái cửa sau thôi. Đó, cấp dép ở trong phòng luôn, có nghĩa là ai đi ngang qua đó là coi như là đều thấy cái phòng của chúng tôi đó là phá cái ổ khóa trước, à, không thấy dép ở đằng trước. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết là chúng tôi ngồi ở trong phòng đó, mình thấy có nhiều người đó, người ta đến người ta nói những cái điều đó, đó mình nghe mình sợ lắm quý vị. Có nghĩa là mình sợ là mình không kham nhẫn khi mà mình nghe rồi được. Mình không có nhẫn nại khi mà mình nghe cái lời nó nói đó. Thành ra chúng tôi rất là sợ. Càng ngày mình càng sợ những cái lời nói đó. Đó, thành ra đối với cái tà ngữ thì tốt nhất á, quý vị thấy em muốn là cái thế giới này á, nó được yên bình á, là như thế nào? Là mỗi người đều có chánh ngữ hết. Là mỗi người đều tu tập về chánh ngữ hết. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái thế giới này nó sẽ yên bình, à, cái thế giới này nó sẽ hạnh phúc. Là nếu mà mỗi người, à, mỗi người, tất cả mọi người ở trên thế giới này, à, dùng chánh ngữ, à, thì cái thế giới này nó sẽ, à, được an lành, hạnh phúc. Đó, kế đến là tà nghiệp, à, tà nghiệp đó là những cái nghề nghiệp, à, những cái nghề nghiệp mà từ cái hành động bất chính như là sát sanh, nè, trộm cắp, nè, mua bán, nè, vũ khí, hoặc là, à, mua bán về mãi dâm vân vân, thì những cái điều đó đó, nè, được gọi là tà nghiệp. Có nghĩa là mình, à, có những cái nghề nghiệp mà không có chân chánh, à, có những cái nghề nghiệp mà không có chân chánh mà mình, à, mình làm đau khổ mình hoặc là đau khổ người khác đó, thì mà mình có được đó, thì trong cái trường hợp đó gọi là tà nghiệp. Chúng tôi nghĩ cái điều này là mình tất cả chúng ta là dễ biết rồi, à, cái nghề nào mà mình sát sanh hoặc là mình buôn bán mà rượu bia đồ này kia đó, rồi, à, mình có cái sự mà mua bán mãi dâm đồ này kia, mà mình có những cái mình làm từ những cái nghề đó để mà mình có cái lợi nhuận vô đó, thì trường hợp đó đều bị rơi vào tà nghiệp đó, bị rơi vào tà nghiệp. Mà như mà có cái tà nghiệp này á, thì quý vị thấy rằng ở trong những cái đời sống sau nó rất là nguy hiểm, à, rất là nguy hiểm. Quý vị thấy rằng ở trong chúng sanh và sanh thú á, là những cái người mà bị rơi vào khổ cảnh hoặc là rơi vào ngã quỷ đó, là quý vị thấy rằng vướng vào tà nghiệp rất là nhiều, à, tà nghiệp rất là nhiều đó. Rồi cái thứ năm, à, là tà mạng, à, tà mạng có nghĩa là gì? Tà mạng thì, à, nói về nuôi mạng bất chính, à, nuôi mạng bất chính có nghĩa là cái mạng sống của chúng ta nè, đối với cái sự duy trì về mạng sống của chúng ta nè, mà chúng ta ví dụ như bây giờ, à, chúng ta giết cái con đó để chúng ta ăn, à, để cho chúng ta ăn cho nó ngon, nó duy trì cái sự sống, thì trong cái điều đó, trong cái sự mà duy trì cái mạng sống mình ngày hôm nay á, là cái đó là được gọi là tà mạng. Hoặc là thí dụ như là bây giờ quý vị làm cái nghề,
cái nghề trộm cướp đi, lừa đảo đi. Đó thì ở trong nay thì quý vị thấy rằng là lừa đảo rất là nhiều, mà cái lừa đảo đó, khi mà người ta có được cái nó rồi, người ta có được cái tài sản nó rồi, người ta đem ra người ta trao đổi cơm nước bánh trái gì đó để mà người ta duy trì cái mạng sống người ta trong cái ngày hôm đó, thì trong cái trường hợp này á được gọi là tạng. Vậy thì có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta đưa vào để mà chúng ta gìn giữ, chúng ta nuôi cái mạng này, mà bằng những cái nghề mà trộm cắp sát sanh lừa đảo đồ này kia đó, thì như vậy á gọi là tà mạng đó. Thành ra chúng tôi thấy rằng á, nếu mà mình không có quán xét á, hoặc mình không có học mà thấu đáo đó, thì coi chừng mình bị vướng vào cái sự mà nuôi mạng chân chánh. Có nghĩa là Bicca Achivo, có nghĩa là chúng ta duy trì cái mạng sống này nè bằng cái cách không có chân chánh. Có một lần chúng tôi nói rằng thí dụ như bây giờ mình là cái người mà giờ mình có cái nghề nghiệp chân chánh đi, thí dụ như giờ mình làm việc văn phòng, có nghĩa là mình làm ba chuyện sổ sách thôi, chuyện sổ sách mình làm đúng đàng hoàng, làm chân chánh đàng hoàng, nhưng mà tới tháng mình lãnh lương á xong á, mình ra mình thấy con gà mái dầu nó ngon vậy đó, con gà mái dầu nó cũng như là nó còn tơ như em đó, cái mình mua về cái rồi mình cắt cổ, mình nấu cháo, mình làm những cái này kia ăn á, thì trong cái trường hợp đó có lần á chúng tôi nói rằng vậy thì cái người đó đó có cái nghề nghiệp chân chánh, nhưng mà cái sự nuôi mạng không có chân chánh. Có nhiều người không chịu, quý vị ta không chịu, chứ chúng tôi hỏi vậy thì cái sự nuôi mạng nó như thế nào mới được gọi là không có chân chánh. Thì quý vị thấy rằng á, cái nghề nghiệp chân chánh á là bây giờ quý vị đi làm hãng xưởng, hoặc là thí dụ như giờ quý vị đi làm vỗ móng tay rồi cũng ta đi đó, thì quý vị có được cái đồng tiền đó, có đồng tiền đó, nhưng mà mình thấy con cá, con cua, hoặc là con gà, con vịt gì đó đó, bây giờ mình thấy nó ngon vậy đó, mình mua về mình mằn, mình giết nó rồi để mà mình nấu cháo hay mình nấu canh gì mình ăn, thì trong cái trường hợp đó là chúng ta có nghề nghiệp chân chánh nhưng mà chúng ta nuôi mạng không chân chánh. Là tại sao? Là tại vì chúng ta giết mổ cái con vật đó để mà chúng ta duy trì cái mạng sống. Chúng ta nói không phải duy trì mạng sống, chúng ta nói ăn no hoặc ăn ngon, nhưng mà cũng là duy trì cái mạng sống. Thành ra trong cái trường hợp đó bị rơi vào tà mạng đó. Vậy thì quý vị thấy rằng tà ngữ nè, tà nghiệp nè, tà mạng nè đều là những cái pháp mà chúng ta cần phải động trừ. Quý vị thấy rằng có những chúng sanh khi mà sanh ra vài ngày trong bào thai rồi chết, rồi những chúng sanh ra đời ra khỏi bào thai được vài tháng, được một năm rồi chết, thì cũng do những cái nghiệp sát sanh, do những cái nghiệp sát sanh thì mới làm cho cái chúng sanh đó bị yếu thọ. Hoặc là có những cái chúng sanh đi tới đâu cũng bị người ta ghét, đi đâu cũng bị người ta đổ thừa cái chuyện này chuyện kia, mà thật ra cái người đó không có làm, thì là cũng do đâu quý vị? Do tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng ở trong một cái đời sống nào đó, thành ra bây giờ cho họ cái quả là như vậy. Thường ở trong chúng sanh thì quý vị nhớ cái câu mà nói rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đối với chúng ta đó là chúng ta thấy rằng có nhiều khi quý vị biết sao mà chúng tôi ít có khi nào mà thích đi làm từ thiện. Người ta thấy cái chúng sanh nó bị bệnh tật, người ta nhìn người ta tội nghiệp, người ta mô Phật, A Di Đà Phật, nói tùm lum hết, nhưng mà không có biết được, không có hiểu được cái nào là quả, cái nào là nhân. Nói thì coi như là lúc mà đi làm từ thiện thì nhất là vô làm từ thiện ở trong những cái bệnh viện này, bệnh viện kia, bệnh viện ung bú đồ này kia đó, thì coi như là vô đó mình nhìn mình sợ, nhưng mà về thì mình bán toàn là những cái loại mà độc hại không, mình bán những cái hóa chất, rồi hoặc là mình nuôi toàn là chim cá, rồi mèo chó, nuôi toàn là những cái đồ kiểng, rồi người nuôi chim thì là coi như là đi tìm cào cào châu chấu rồi cho những cái con nó ăn, rồi mà cha mẹ mình thì mình không
không dám phụng dưỡng, hoặc là các bậc tu sĩ thì mình không dám cho người ta vài ký gạo hoặc là một hai bao gạo người ta ăn. Mà con chó đó thì mình nuôi nó bằng những cái loại thức ăn cao cấp, là những cái thịt hộp đồ này kia vân vân. Rồi thì mà mình gặp những cái người mà người già ở trong trong trại dưỡng lão, những cái bệnh nhân mà bệnh nằm ở trong đó đó, thì mình lại mình sợ. Còn hàng ngày trong cái đời sống của mình á, những cái nhân á mà mình phỉ báng, mình phỉ báng các vị sa môn, rồi mình phỉ báng những người này người kia, cái điều đó mình lại không sợ, mà mình nhìn cái quả thì mình lại sợ đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái người mà không có học về Phật pháp á, khác với cái người mà có học. Chúng ta nó thật sự ra đó, quý vị biết mà tại sao mà hồi nãy chúng tôi nói đó, là quý vị bỏ thời gian vào đây đó 1-2 giờ đồng hồ, nhưng mà rất là quý báu. Là tại sao? Tại vì mình có học ở trong đây, mình biết quý vị. Ví dụ như mà lỡ mà mình có nóng giận quá đó, mình nói 1-2 lời mà nó nặng đầu nặng ốc cho cái người nghe đó, rồi mình nhớ lại những cái điều này, cái bắt đầu mình ngưng liền đó. Hoặc là chúng ta có vô đây chúng ta học, chúng ta nghe đó, thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, lỡ mà chúng ta mà có làm cái gì đó thì chúng ta cũng mau mau mà chúng ta bình tâm tĩnh trí, chúng ta ngưng lại được cái chuyện đó. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta không có vào trong đây học mà chúng ta thân cận với những cái người ác mình thân cận với những người ác thì coi như là càng ngày quý vị càng ác, càng ngày càng ác. Quý vị thấy không? Cũng như vừa rồi ở Việt Nam, ở ngoài Hà Nội đó, quý vị thấy rằng xảy ra cái chuyện đó, tranh nhau có cái gì? Tranh nhau có 1 mét đất thôi. Tranh nhau có 1 mét đất thôi. Mà quý vị thấy rằng cuối cùng người ta giết 4 mạng người. Giết 4 mạng người mà trong đó có một cái đứa trẻ mà rất là còn nhỏ quý vị. Mà quý vị biết rằng cái người đó người ta cầm dao vậy đó, bầm bầm. Coi lại cái đoạn phim, cái đoạn mà được quay lại đó, quý vị biết rằng là người ta bầm 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 mấy nhát dao như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng tại sao vậy quý vị? Tại vì không có học Phật pháp gì hết, không có học Phật pháp gì hết, thành ra đó mới có những cái hành động đó. Chứ quý vị thấy rằng những cái chúng tôi thật sự ra đó, chúng tôi nói chuyện ra đó là không phải là mình binh vực, hoặc là không phải là mình theo một cái chiều hướng gì hết. Nhưng mà chúng tôi coi những cái trường hợp ở bên nước ngoài có nhiều cái người ta rất là hay. Ví dụ như quý vị thấy rằng người ta có nóng thiệt, là 2 người thanh niên nóng quá ra đánh tay đôi, rồi đánh tay đôi, người này vừa bị ngã xuống rồi thấy đang không ngồi dậy được, rồi người đó đứng chờ tí xíu, rồi hai bên bắt tay quề thôi, rồi coi như là xóa bỏ hận thù, có nghĩa là biết rồi mình làm không lợi người đó rồi, rồi người ta cũng chấp nhận là mình thua người đó, rồi bắt tay nhau quề. Chứ không phải là quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay nhất là ở bên Việt Nam, quý vị thấy rằng là hở tới là coi như là sách dao sách kiếm, sách dao sách giáo sách kiếm rồi này kia. Thì những cái điều này là do đâu quý vị? Do rằng là Phật pháp không có được đi vào ở trong cái con người, do là bị nhiều cái sự ngăn cản. Thật ra quý vị thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật, thấy rằng bất cứ ở trong cái môi trường nào mà đem vào mà giảng dạy, từ xã hội, trường học, nhà tù, bất cứ một cái môi trường mà quý vị thấy rằng đem những cái lời của Đức Phật vô dạy, đều có cái sự hiệu nghiệm hết, sẽ từ từ sẽ thuyết phục con người từ dữ thành hiền. Một người mà từ có cái sự mà trộm cắp hoặc là có những cái tà này, sẽ từ từ sẽ trở thành chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hoặc là chánh tư duy đó. Cái lời của Đức Phật dạy, quý vị thấy rằng đạo Phật của chúng ta đó không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà tại vì bị có những người người ta không chịu học, rồi người ta đem làm hoang ố, làm cho đạo Phật đó là một cái đạo mà trí tuệ mà riết mà thành những cái lời mà giống như là
giống như là ru ngủ người đời vậy đó. Là tại vì những cái người đó là những người xấu, là những người xấu. Thành ra đó, chúng ta đối với những cái pháp này là những cái pháp cần đoạn trừ. Chúng ta bất cứ một cái tà nào trong đây á, chúng ta cũng cần phải đoạn trừ hết đó. Rồi kế tiếp là tà tinh tấn. Tà tinh tấn có nghĩa là như thế nào? Nếu mà nói á, chúng ta tinh tấn trong những cái bất thiện pháp cũng được, chúng ta nói là tinh tấn trong những cái bất thiện pháp cũng được. Hoặc là nói một cách thông thường dễ hiểu, khi nào mà chúng ta làm biến, chúng ta biến nhát, là coi như là lúc đó chúng ta không có tinh tấn, là chúng ta rơi vào cái sự không có tinh tấn. Mà mình mà không có sự tinh tấn á, lúc đó mình sẽ dẫn mình cái con đường mà biến nhát với cái con đường mà tà tinh tấn á, hai cái đó là nó gần nhau, nó gần nhau, nó cái khoảng cách nó rất là gần nhau. Coi như là vậy thì tà tinh tấn á, những cái sự mà siêng năng trong cái sự mà bất chính, cái điều này á, nói ra đó thì á, là coi như là có nhiều người á, người ta mít lòng. Chứ thật sự ra quý vị biết không, ngay chúng tôi đang giảng bài cho quý vị nghe giờ, là ở ngoài sau lưng của chúng tôi á, là có cái con rạch, có cái con rạch. Thì quý vị biết giờ này á, là biết bao nhiêu người, là coi như là người ta đầu á, thì người ta đội cái đèn, rồi tay á, thì cầm, lưng á, thì đeo cái bình sạc điện, rồi hai tay á, thì cầm một cái cầm vợt, một cái đồ chích điện. Đó người ta đi ra, người ta bắt cá. Quý vị biết rằng á, là giờ này á, là quý vị biết rằng là mưa nó lạnh, nước nó chảy nguy hiểm, rồi điện nó cũng nguy hiểm, nhưng mà người ta vẫn siêng năng làm những cái chuyện đó, thì những cái này quý vị biết, hoặc là quý vị biết á, có những người á, là coi như là đi câu lương á, mà gọi là có nhiều người người ta còn khen cái người đó là câu lương giỏi, câu lương chuyên nghiệp. Có nghĩa là một ngày người ta đi câu được là cả chục ký lương, chục ký, hai chục ký, ba chục ký. Vậy mà người đời lại khen cái người đó là giỏi. Nhưng mà thật sự ra ở trong Phật pháp á, thì quý vị thấy rằng là những cái trường hợp đó nói là làm cho bất thiện pháp nó phát sinh, hoặc là bất thiện pháp nó được tăng trưởng, thì nếu mà ai mà làm những cái điều đó thì được gọi là tà tinh tấn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình siêng năng, mà siêng năng làm gì? Siêng năng trộm cắp, siêng năng tạo những cái chuyện mà nó sát sanh, hoặc là siêng năng trong cái vấn đề mà sai xưa. Nói chung là hãy mà cái gì mà chúng ta mà siêng năng, mà chúng ta hành trì ở trong đó đó, mà bất thiện pháp á, là có nghĩa là tham sân si ngã mạn nó tăng trưởng á, thì trong cái đó gọi là tà tinh tấn, trong cái đó gọi là tà tinh tấn. Rồi kế tiếp á, đến tà niệm. Tà niệm á, là hãy mà chúng ta có những cái vọng niệm, chúng ta nhớ đến cái chuyện mà làm cho chúng ta tham lên, hoặc là chúng ta nhớ đến cái chuyện đó làm cho mình sân lên. Đó giờ mình cứ nhớ ba cái chuyện mà bữa cái ông đó ông chửi mình như vậy, hoặc là cái ông đó ông nói xấu mình, hoặc là cái người đó người ta ưa nói xấu mình đồ này kia, thì những cái đó là tà niệm. Có nghĩa là mình nhớ những cái chuyện, là mình nhớ cái chuyện mà bất thiện pháp nó phát sinh. Quý vị biết rằng có nhiều người ta nói rằng là đối với cái chuyện mà mình làm phước rồi thì không cần nhớ. Cái đó là người ta có nhiều lần chúng tôi giải thích đó, là có một số người mình hiểu sai. Có người mình hiểu sai, có nghĩa là những cái phước báo nào mình tạo đó, thì mình phải nhớ. Những cái phước báo nào mình đã tạo mình phải nhớ. Cái chuyện mà mình cúng dường lễ dân y ca thi ná, một bộ y ở trong đó, hoặc là cúng dường đầu mùa hạ 10 ký gạo ở trong đó, hoặc là mình đã từng bố thí một sắp giải cái gì đó, dù cho là cái phước nhỏ phước lớn gì mình cũng nhớ. Còn cái chuyện nào mà mình không nên nhớ, thí dụ như những cái trường hợp mà mình chấp, thí dụ mình chấp là hồi đó mình cúng dường thường xuyên, thành ra mọi người ai người ta cũng hỏi thăm đến mình hết, rồi bây giờ mình già yếu rồi, hết làm ra được tài sản rồi,
Hiện giờ mình không có cúng được cho ai, hiện giờ không có ai hỏi thăm tới mình hết. Rồi mình sanh ra mình tuổi thân tuổi phận đồ này kia, thì những cái trường hợp đó mình mới không nên nhớ, là mình không nên nhớ đó. Còn đối với cái chuyện mà bây giờ mình đầu mùa mưa, là đầu mùa mưa lúc mà chưa tăng nhập hạ, mình cũng dường có một chiếc y tắm mưa thôi, một cái tròn tắm thôi, mình cũng nhớ nữa, là cái phước báo đó mình cũng nhớ nữa. Mong rằng ở trong tương lai không giờ mình thiếu thốn về vật chất do cái sự cúng dường này, thì cái điều đó, cái thiện pháp đó mình nên nhớ. À, còn cái chuyện mà hồi trước mà cúng ở chùa đó thì chùa đó hỏi thăm tôi hoài, hận giờ già rồi không cúng rồi không có thấy ai hỏi thăm hết, thì cái chuyện đó mình không nên chấp, mình không nên nhớ. Thì thật ra đó thì quý vị thấy khi mà mình cúng á, thì mình có cái phước báo rồi. Còn cái vị đó thì nếu mà người ta rảnh rỗi hoặc là người ta có cái sự quan tâm đến đời sống của người cư sĩ thì người ta nhớ thì người ta hỏi thăm, còn người ta không nhớ thì thôi, không nhớ thì thôi, mình cũng không nên chấp vào cái điều đó, thì đừng có vướng vào những cái điều đó. Đó thì chúng ta không có để những cái niệm đó nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Những cái đó thì nó bị tà niệm. Tại sao khi mà nó khởi lên thì nó làm cho cái tâm mình nó buồn, nó buồn, nó tủi thân, nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra những cái điều đó mình không có nên để, mà mình nhớ rằng là cái phước báo đó nói gì nói, chứ hồi đó giờ là dân y tôi cũng có cúng mấy bộ y trong đó, mùa mưa tôi cũng cúng một ít gạo, ít nước tương gì trong đó. Đó thì những cái điều đó mình nên nhớ, mình nên nhớ rằng là dù sao mình cũng có những cái này nâng đỡ cái đời sống mình. Đó thì như vậy là mình có cái sự nhớ chân chánh. Còn những cái niệm mà nhớ đến mà làm cho buồn mình tủi thân thôi, những cái đó mình đừng nên nhớ, đừng nên để những cái tà niệm đó nó sanh khởi trong tâm của mình. Tại sao vậy? Khi mà nó sanh khởi trong tâm của mình là những cái bất thiện pháp nó sanh khởi thôi. Mà bất thiện pháp có nghĩa là gì? Tham sân si ngã mạng tàn gì đó, nó sanh lên tùm lum hết, nguyên một cái lưới luôn, nguyên một đống bất thiện pháp nó sanh lên đó. Rồi cái cuối cùng là tà định. Tà định có nghĩa là khi nào mà tâm của chúng ta đó mà chúng ta không có định là nó rơi vào tà định, tâm của mình cứ suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, suy nghĩ về cái chuyện của người này, cái chuyện của người kia đó, như là phóng tâm á, là cái sự phóng dật, và tâm mình không có trụ tâm ở trong một cái đề mục, không có trụ tâm ở trong một cái đề tài thiền, hoặc là không có trụ tâm vào những cái thiện pháp, mình suy nghĩ tại sao cái pháp này nó vậy, tại sao cái pháp kia nó vậy đó, thì mình suy nghĩ về những cái điều đó mà mình không chịu suy nghĩ những cái điều đó, mà mình suy nghĩ qua cái điều này qua cái điều kia, thì trong cái trường hợp đó gọi là tâm không có định. Tâm không định là có nghĩa là tâm mình bị phóng tâm, là bị phóng vật. Mà hãy mà tâm mình mà bị phóng vật đó thì coi như là mình sẽ rơi vào tà định. Rơi vào tà định có nghĩa là tâm mình luôn luôn mình cứ suy nghĩ những cái chuyện mà nó không có lợi ích, cái chuyện mà nó không có lợi ích. Ví dụ như mình suy nghĩ về cái chuyện mà của ngoài cái khả năng của mình, cũng là cái tà định quý vị. Có nghĩa là mình cứ tối ngày mình cứ suy nghĩ về chuyện có nhiều người á, người ta cứ suy nghĩ về cái A Tăng kỳ kiếp, suy nghĩ về cái chuyện rất là xa quý vị. Suy nghĩ rất là đang suy nghĩ rồi, không có nằm ở trong cái tầm mà mình tu tập. Ví dụ như mình tu tập làm sao, mình suy nghĩ làm sao mà cho tìm cái cách nào đó mình tu tập mà mình ngồi mình hành thiền được, hoặc là mình tìm cái cách nào đó mình ngồi mình suy nghĩ. Nếu mà bây giờ một mình trong một cái đêm vắng, là một cái đêm tối mà nó mưa giông gió vậy, là mình tu tập được không? Mình tu tập như vậy đó mình có an vui không đó? Thì những cái sự suy nghĩ vào những cái đề tài đó, những cái công án đó, thì coi như là mình làm như vậy đó thì cái thiện pháp mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Còn mà cái chuyện mà ở cái thế giới này mà nó thường còn hay là nó không thường còn,
hoặc là sau khi mà mình chết rồi, sau khi mà mình chết rồi thì cái sự đó nó có cái sự sống nó còn tồn tại hay không tồn tại, hoặc là cái ngọn lửa sau khi nó tắt rồi nó đi về đâu, mình suy nghĩ về những cái chuyện đó nó vô ích, nó không có đem lại cái thiện pháp mà phát sanh cho mình, mà nhiều khi cái hoài nghi, cái tà kiến nó sẽ phát sanh nữa. Thì trong những cái trường hợp đó nó làm cho mình phóng tâm, mà hãy mà mình phóng tâm á, mà tâm mình nó không có trụ lại trong một cái đề tài nào đó thì coi như là mình rơi vào tà định đó. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái tám cái pháp này á, là từ cái tà kiến đến tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tám cái pháp này cần phải đoạn trừ. Thật sự ra quý vị thấy rằng gắn cái chữ tà vô là mình thấy ớn rồi. Tà có nghĩa là gì? Có nghĩa là sai lệch, có nghĩa là cong vẹo, những cái tư tưởng sai lệch, những cái tư tưởng cong vẹo, những cái sự nuôi mạng, những cái lời nói nó có cái chữ tà sai lệch cong vẹo vô là coi như là mình thấy rằng nó nguy hiểm rồi. Thành ra đó chúng ta nên đoạn trừ. Nên đoạn trừ. Đoạn trừ một lần không được thì chúng ta sẽ chia ra, chúng ta đoạn trừ giống như là một cái bó đũa, chúng ta không bẻ được một bó đũa thì chúng ta bẻ từng chiếc, mà hãy mà chúng ta muốn mà bẻ được thì cũng có cái cách để bẻ. Ví dụ như chúng ta tu tập những cái pháp chánh là tự nhiên những cái pháp tà nó vắng mặt đó. Mình mà có chánh kiến thì chánh kiến này thì tự nhiên những cái tà tư duy, những cái tà ngữ, tà nghiệp tự nhiên là nó sẽ không có xuất hiện được đó. Thành ra chúng ta tu tập để mà chúng ta đoạn trừ bằng cách là chúng ta có cái chánh kiến, chúng ta sẽ đoạn trừ những cái này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay, tám cái pháp cần phải đoạn trừ, chúng tôi xin được trình bày với cái thời gian vừa rồi đến đây, xin được giúp lờ với cái phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên và chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Nhã. Sa thủ cái kiện về Đức Phật tính. Bạch thưa tòa sư, không biết thì tòa sư có mặt trước máy. Dạ. Yeah. Thưa tòa sư, hôm nay là bài học có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đầu tiên thật ra thì nó bao gồm cả ba câu luôn. Nên thưa tòa hoan hỷ, tại vì ba câu này nó cũng liên hệ với nhau. Cái chữ tà mà chúng ta định nghĩa trong bát tà đó, nó có đậm đặc, nó có nặng nề giống như chữ tà đạo không? Giống như ta nói là những người đó là tà ma ngoại đạo, là tà đạo. Hay chữ tà đó, nó đơn thuần chỉ là sự sai quấy thôi. Thí dụ mình nói, ồ, cái tâm mình khởi lên tham dục, đó là tà tư duy. Thì cái chữ tà tư duy không nhất thiết là nó nặng như chữ tà đạo. Nhưng mà bây giờ đó, thì chúng ta tạm có câu số 2 và câu số 3. Câu số 2, một người thất niệm coi là tà, hay là thất niệm tức là không có được chánh niệm, nhưng mà tà niệm nó phải là một thứ niệm, mà thứ niệm đó nó đậm đặc hơn, nó mang cái tính cách khác hơn mới gọi là tà niệm. Hay là tâm không có định, như tâm bị phân tán hay tâm không tập trung, có đủ điều là tà định hay không? Hay là tâm không định nghĩa là tâm không định thôi, còn tà định nó là chuyện khác. Tức là thí dụ mấy người họ luyện bùa, luyện ngải, nó là thứ tà định đó. Và câu thứ ba đó là không có tà tư duy, gọi là chánh tư duy. Thí dụ mình định nghĩa chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là không có dục tư duy, không sân tư duy, không hại tư duy. Không có tà thì là chánh, nhưng mà không có chánh tư duy có đủ gọi là tà tư duy không? Xin ba câu này thì nó hơi lộn xộn, nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà xin nêu cả ba câu để thầy tổ có thể trả lời một lần. Kính thỉnh thầy tổ thầy sư. Nam mô Bụt Tha Nhã.
kính lễ Đức Phật giáo pháp chư tăng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi của thưa thầy giác đẳng thì nó gồm có ba câu thảo luận. Trước hết thầy xin trả lời về câu thảo luận số 1 của Phong Lâm Quang Hỷ. Cô nhắc đoạn câu thảo luận số 1 thì chúng tôi sẽ trả lời trước, rồi sau đó cô nhắc dùng cái câu thảo luận số 2 và số 3. Vì để chung như vậy nó chạy lên, chúng tôi phải đi tìm trở lại thì mất thời gian. Hôm nay quý vị nghe cái giọng nói của chúng tôi thì có lẽ là quý vị sẽ hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao chúng tôi tối nay nó lại bị rét, tức là bị lạnh, lạnh cống. Cho nên giống như vừa đến bộ cạp mà vừa trả lời. Kính thưa quý vị, cái chữ tà đó, chữ bích cha hay gọi là bích cha tà, ở đây nó có nhiều nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa thường xài nhất là cái chữ sai quấy. Thí dụ như Kami Sukmicha Chara, tức là tà hạnh trong dục lạc, tức là chỉ cho cái giới tà dâm. Hoặc là chữ Vichatan Niyata Thamma, tức là pháp tà quả cố định, tức là chỉ cho cái pháp bất thiện mà đưa đến quả dị thục sanh số địa ngục A Tỳ sau khi chết, tức là chỉ cho hành động giết cha giết mẹ giết A La Hán thân Phật chảy máu kia là tăng. Còn như chữ tà ở trong Bát Tà Đạo thì nó đối lập lại với cái chữ Samma là chết. Cái gì đó không phải chánh thì cái đó là tà. Nhưng mà chúng ta nói như vậy thì nó cũng chưa có đúng nghĩa lắm, là bởi vì có những cái không phải là chánh nhưng mà cũng chưa hẳn là tà. Chút xíu chúng tôi sẽ nói sau trong hai câu thảo luận kế tiếp. Còn trong câu thảo luận thứ nhất thì chúng tôi chỉ định nghĩa cái chữ Mitcha. Thường thì chúng ta nói đến cái chữ tà thì chúng ta hay nghĩ đến chuyện là lầm lạc,
như chúng ta nói chữ tà đạo thì chúng ta có ý nghĩa là con đường lầm lạc hay là con đường lạc lối, cái đó thì nó nặng hơn. Còn nếu mà chúng ta xài cho cái nghĩa tà mà chúng ta nghĩa cái gì mà nó sai quấy thì cái đó là nó nhẹ nhàng hơn. Như vậy thì cái chữ Mitta ở trong Bát Tà Đạo thì nó có nghĩa là con đường lầm lạc, thì cái này nó nặng hơn là cái chữ Mitta xài thông thường. Cho nên ở đây chúng ta tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài nhưng mà vì cái chữ Mitta trong tiếng Hán thì cái gì là tà thôi, còn về nghĩa là chúng ta phải theo ngữ cảnh mà chúng ta giải thích cái mức độ nặng hay là nhẹ, mức độ nguy hiểm hay là không nguy hiểm. Cái chữ Mitta nó còn có nghĩa là sai nữa, sai, sai trật. Do đó nếu mà chúng ta nói tà thì nó hơi nặng nề, mà chúng ta nói cái gì đó sai trật thì nó chỉ là không đúng thôi. Đó là ý nghĩa của câu thảo luận số 1 mà chúng tôi xin được trình bày. Ý nghĩa chữ Mitta nói tóm lại thì chữ Mitta nó không phải chỉ đơn thuần là cái sự sai trật hay là sai quấy, mà nó còn có nghĩa nặng hơn, có nghĩa là cái sự lầm lạc. Vì vậy cho nên chữ Mitta trong Bát Tà đó, thì có nghĩa là lập lạc. Còn trong thường thức thì chữ Mitta có nghĩa là cái sự sai, sai trật hay là sai quấy. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi thảo luận thứ hai đó, xin quý vị cô Phúc Lan cho xin câu hỏi số 2. Câu hỏi thảo luận số 2 là thất niệm có đủ để gọi là tà niệm không? Tâm không định có đủ gọi là tà định không? Thì ở đây thưa quý vị, thất niệm chưa đủ để gọi là tà niệm, tâm không định chưa đủ gọi là tà định. Chữ thất niệm muttasati có nghĩa là mất chánh niệm, mất chánh niệm hay quên hay quên trước quên sau cái chuyện gì đã qua rồi không có nhớ lại, thì như vậy gọi muttasati là thất niệm. Còn cái tà niệm á, tức là nhớ biết cái gì đó mà nó thuộc về cái điều xấu, cái điều không tốt đẹp,
là một cái điều nó có liên quan đến, nó có liên quan trong vấn đề tà kiến. Thí dụ như người ta luyện thiên linh cái chẳng hạn, hay người ta luyện bồ chú, thì ngay khi mà họ tập viết cái chữ bùa, viết chữ bùa bằng bút, rồi sau đó họ bỏ bút, họ viết cái chữ bùa rồi vẽ bóng. Rồi vẽ bóng có nghĩa là không viết, nhưng mà họ dùng tay để họ họ vẽ cái chữ bùa khơi khơi như vậy. Cái đó phải luyện chứ, để nó trật nét là không có linh thôi. Rồi thuần thục hơn nữa là họ phải nhớ cái chữ bùa nó in vào trong đầu, cũng giống như là hành thiền định mà chúng ta có cái gọi là patipaka nibbata, là tợ tướng đó. Là khi nhắm mắt lại tác ý đến thì vẫn thấy cái chữ bùa. Người ta muốn cho bệnh nhân hay muốn cho người nào đó uống cái chữ bùa, người ta chỉ cần cầm chén nếm, họ nhìn vào trong chén nước thì nó hiện lên cái chữ bùa. Thì ở đây đó, cái này gọi là tà niệm, cái này gọi là tà niệm. Cho nên tất cả mọi người chúng ta khi mà tuổi đã lớn mà nếu không có tu tập thuần thục chánh niệm thì chúng ta hay dễ bị thất niệm. Mà khi chúng ta thất niệm như vậy, chúng ta quên trước quên sau thì không gọi là tà niệm đâu, chưa đủ gọi là tà niệm. Mà chúng ta chỉ là thất niệm, có nghĩa là chúng ta quên, chúng ta quên lãng thôi, muốn thất sati, chứ không phải là mitcha sati. Cho nên chúng ta phải hiểu vế này là như vậy. Cũng như tâm không định thì không đủ gọi là tà định. Một người họ luyện cái gì đó vô ích, họ định tâm vào cái gì đó vô ích và nó không có đưa đến mục đích giải thoát theo cái đường lối chân chính, thì vậy gọi là tà định. Thí dụ như một người mà họ muốn luyện cái thuật thôi miên thì họ mở mắt nhìn không chớp, không chớp mắt, họ nhìn mặt trời không chớp mắt vào buổi sáng, họ luyện tập ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, cứ nhìn mặt trời không chớp mắt. Lâu dần thì cái nhãn lực của họ đó, nó đạt đến cái mức họ có thể nhìn người khác, và cái nhãn, chính cái nhãn lực đó làm cho người khác bị suy sụp tinh thần. Họ cảm thấy như là họ bị thuyết phục bởi cái ánh mắt đó. Do đó người này được gọi là có cái thuật thôi miên. Thì ở trong trường hợp này chúng ta gọi cái này là tà định. Họ cũng có định tâm vậy chứ không phải là không, nhưng mà cái sự định tâm đó nó bị lệch hướng. Cái sự tâm định đó nó lệch hướng, nghĩa là nó không đi vào cái đạo lộ giải thoát, thì như vậy được gọi là tà.
còn người không có định, tức là họ định tâm không mạnh đó, thì có thể là tâm thiện, có thể là tâm thiện. Một người thất niệm thì có thể gọi là chánh niệm yếu, cũng là tâm thiện, nhưng mà yếu chánh niệm. Ở quên trước quên sau. Một người cũng xài tâm thiện, nhưng mà họ định tâm vào cái đề mục thiền, những đề mục thiền mà Đức Phật này chỉ dạy, nhưng mà họ định một chút xíu thôi thì họ bị phan duyên theo trần cảnh, hay họ bị phân tán, họ bị phân tán tâm, thì như vậy gọi là cái người không có định, người thiếu chánh niệm và không có định, hay là chánh niệm yếu và niệm yếu, hoặc là định yếu, thì như vậy chỉ gọi là thất niệm và tâm tán loạn thôi, chứ không có gọi là tà niệm tà định được. Thường thường thì tà niệm tà định là đối với những ngoại đạo, họ luyện một cái gì đó để cho có năng lực và có thể thuyết phục người khác theo ý muốn của họ, dù có chuyện đó là cái chuyện quấy ác, họ cũng vẫn luyện vẫn làm. Thì như luyện niệm và định mà theo cái chiều hướng sai trái với cái mục đích thánh thiện, thì như vậy cái đó mới gọi là tà niệm tà định. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 2. Bây giờ xin mời quý vị cho câu thảo luận số 3. Không có tà tư duy, thì được gọi là chánh tư duy. Cái câu số 3 này xong nó cái câu số 3 câu số 3 nó hơi bị lộn xộn. Không có tà tư duy được gọi là chánh tư duy, thì không có chánh tư duy có gọi là tà tư duy không? Ồ, quý vị cho biết là có 2B hả? Xin lỗi quý vị, để tôi xem lại cái trong cái câu lớn. Tại vì cái câu 2B mới thêm sao cho nên chúng tôi, khi nãy chúng tôi có đọc phớt qua, chúng tôi cũng nhớ nhưng mà chưa có thấy, bây giờ lại thêm cái câu này. Trở lại cái câu 2, thảo luận 2 đấy, thưa quý vị, nói về
thất niệm và tán loạn đó. Thì bây giờ thất niệm thì không chưa hẳn gọi là tà niệm, mà bây giờ niệm không đúng cách có gọi là tà niệm không? Thì xin thưa rằng là ở đây chúng ta nắm cái nghĩa lý chung không? Khi mà niệm hay định với cái mục đích tốt đẹp, thành tựu lợi ích tốt đẹp, thì như vậy gọi là chánh niệm chánh định. Còn nếu niệm và định mà đưa đến một cái mục đích sai quấy, đưa đến một cái mục đích có hại, thì như vậy cái đó gọi là tà niệm tà định. Chúng ta nắm được hai cái nghĩa đó. Như vậy thì niệm không đúng cách á, thì chỉ có nghĩa là không thành tựu được chánh niệm thôi, chưa gọi là tà niệm. Bởi vì giống như chúng ta nấu ăn mà chúng ta nấu không đúng cách thì món ăn nó không ngon, chỉ vậy thôi. Chứ không phải là món ăn độc hại. Món ăn không ngon là nó khác, còn món ăn độc hại là nó khác. Và chúng ta thay vì người ta nấu cái món đó, cái món canh đó hay món xào đó, người ta ở nhà hàng người ta có thợ nấu chuyên, thì người ta xào hay là người ta kho hoặc là người ta nấu canh, sao đi đến nhà hàng ăn thiệt ngon. Nhưng mà mình về nhà mình cũng bắt chước, mình đi đến nhà hàng ăn xong rồi về nhà cũng bắt chước mua nguyên liệu nấu, nhưng mà mình nấu không đúng cách cho nên ăn nó không ngon bằng nhà hàng, chỉ vậy thôi. Cũng như thế, niệm không đúng cách đó, thì chúng ta sẽ không thành tựu được chánh niệm. Chỉ có như vậy chứ chưa hẳn niệm không đúng cách là tà niệm. Niệm mà dẫn đến cái mục đích xấu xa, lầm lạc, thì cái đó mới gọi là tà niệm. Ý nghĩa câu 2D thì chúng ta nên hiểu tóm tắt là gì. Bây giờ chúng tôi trả lời nhanh cho câu thảo luận số 3, bởi vì chư tăng hôm nay cũng đông mà gần hết giờ rồi. Không có tà tư duy thì gọi là chánh tư duy. Có dấu phẩy thì nó rõ ràng hơn. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ đẳng để chỉnh lại. Không có tà tư duy được gọi là chánh tư duy. Vậy thì không có chánh tư duy
có gọi là tại tư duy không? Kính thưa quý vị, trong hai cái câu này, trong hai cái vế này thì chúng tôi đề nghị là chúng ta sẽ làm hai câu hỏi. Bởi vì vấn đề thứ nhất, không có tà tư duy có được gọi là chánh tư duy không? Câu thổ lượng 3B, không có chánh tư duy có gọi là tà tư duy không? Thì thành hai câu. Trong cái nghĩa thứ nhất thì không có tà tư duy chưa hẳn là có chánh tư duy. Vì sao vậy? Bởi vì chánh tư duy, nếu mà chúng ta nói theo cái phần phụ á, thì chúng ta nói là bài trừ tà tư duy. Nhưng chúng ta phải nói trong cái sự tu tập đó, thì cái chánh tư duy như bữa họp chúng ta học đó, thì nó có nghĩa là như thế nào? Chánh tư duy ở đây Samasankhapo có nghĩa lý dục, suy nghĩ, cái tư duy lý dục, cái tư duy vô sân, tức là có tâm từ, tư duy bất hại, có nghĩa là có tâm bi. Khi nào mà có cái sự suy nghĩ không tham đắm, xuất ly cái sự tham, xuất ly sự tham dục, có sự suy nghĩ trú vào trong tâm từ mát mẻ, có nghĩa là tư duy vô sân. Suy nghĩ có tâm bi, có nghĩa là biết xót thương cái hoàn cảnh khổ của chúng sinh khác. Như vậy ba trường hợp đó mới gọi là có chánh tư duy. Như vậy gọi là chánh tư duy. Vì thế không có nghĩa là không có tà tư duy thì được gọi chánh tư duy, chưa có hoàn toàn như vậy. Bởi vì một người ngủ, họ nằm họ ngủ, trong trạng thái họ ngủ say, lúc đó thì họ không có tà tư duy. Mà khi họ ngủ say không có tà tư duy thì không có nghĩa là lúc đó họ có chánh tư duy. Quý vị có hiểu cái điều mà chúng tôi nói không? Thì, và cái câu 3B đó, thì chúng ta hỏi ngược lại, không có chánh tư duy có gọi là tà tư duy không? Điều này cũng theo cái cách trình bày trước, không có chánh tư duy tức là một người họ không có suy nghĩ về lý dục, không có suy nghĩ về vô sân, tức là không an trú tâm từ, không suy nghĩ về phu, về bất hại, an trú tâm bi. Thí dụ bây giờ một người họ khờ cạo, cái thần kinh không ổn định, họ ngơ ngơ ngác ngác gì, thì như vậy đối với người ngơ ngơ ngác ngác như thế đó thì họ không có chánh tư duy. Nhưng mà
cái sự không có chánh tư duy của họ đó thì không gọi là họ đang có tạp tư duy. Bởi vì tạp tư duy ở đây đó, là khi nào có dục tư duy sanh khởi, có sân tư duy sanh khởi, có hại tư duy sanh khởi thì mới gọi là tạp tư duy. Còn nếu như mà một người không có chánh tư duy, tức là họ là một người đờ đẫn, khờ khạo, đần độn, họ không có suy nghĩ cái điều gì cả, thì có nghĩa là họ không có chánh niệm thôi, nhưng mà họ chưa gọi là đang có tà tư duy. Chừng nào mà một, chừng nào mà người ấy họ khởi lên cái tâm sân giận, phẫn nộ thì lúc đó là mới có tà tư duy. Hoặc là họ khởi lên một cái sự ác ý, muốn giết hại người khác, muốn đánh đập người khác thì lúc đó mới gọi là có tà tư duy, vân vân. Chứ còn không có chánh tư duy thì chưa hẳn là có, chưa hẳn là có tà tư duy. Nói tóm lại, không có tà tư duy chưa hẳn được, chưa hẳn gọi là có chánh tư duy, và không có chánh tư duy chưa hẳn gọi là tà tư duy. Khi nào có ly dục, tư duy ly dục, tư duy vô sân, tư duy bất hại thì lúc đó mới gọi là có chánh tư duy và không có tà tư duy. Khi nào có cái tư tưởng dục, tham dục, hay là cái tư tưởng sân hận, tư tưởng não hại thì lúc đó mới gọi là không có chánh tư duy và cũng đang có tà tư duy. Chúng tôi xin được trả lời các cái câu hỏi của thượng tọa giáo đẳng của Đức Nam Mô Bổn Thầy, và xin quân tỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại điều họp với các cái câu thảo luận khác. Sa thú, bạch thưa tòa thượng siêu nhân, thượng tọa đang có mặt ở trước máy đó. Hôm nay rất tiếc là thượng tọa pháp thân rời rừng hơi sớm. Muốn có một câu hỏi chung cho tất cả chư tăng kể cả thượng tọa thượng siêu đó, là bởi vì chúng ta còn có khoảng chừng vài tuần nữa là chúng ta sẽ học xong bài kinh thập thượng. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ học xong trường bộ kinh. Muốn thỉnh ý chư tăng hôm nay, nhưng có mặt tương đối là cũng đầy đủ quý ngài, là không biết là thượng tọa thượng siêu và chư vị giảng sư ở trong rung có cái ý là muốn cái giáo trình kế tiếp sau khi chúng ta học xong trường bộ kinh xong đó thì chúng ta sẽ học giáo trình nào. Không biết là quý ngài có ý kiến gì thì xin được thỉnh quý ngài. Bởi vì kinh nghiệm năm rồi đó, là khi mà chúng ta bước qua một cái giáo trình mới mà hơi đột ngột, xong rồi bắt đầu chúng ta mất ít thời gian để làm quen với trường bộ kinh trước khi mà chúng ta thật sự là đi vào cái điều đó. Mấy bài kinh đầu chúng ta học cũng hơi vội, thì xin được hỏi chư Tôn Đức là biết quý ngài có ý nghĩ là quý ngài muốn cái giáo trình kế tiếp tiếp theo của tiếp theo trường bộ kinh, khi chúng ta học hết giáo trình này còn mười mấy ngày nữa thôi, học hết thì chúng ta sẽ học qua qua giáo trình nào, xin thỉnh quý ngài. Không biết chư tăng vì nào có ý kiến gì không, thượng tọa tự siêu và tòa hợp đăng tòa tự nguyện để được tính. Dạ, kính thỉnh thượng tọa tự siêu. Kính bạch thượng tọa giáo đẳng, kính bạch chư Tôn Đức, chúng tôi cũng đã có nghĩ ở trong đầu về cái giáo trình kế tiếp sau khi chấm dứt trường bộ kinh.
Nhưng mà điều này cũng xin Thượng Tọa Quan Hỷ, cho đến khi chúng ta học hết chính trị pháp, tức là 10 bài của chính trị pháp, chúng ta còn có đến 10 ngày của 10 chi pháp. Nay trong cái trường tám pháp chúng ta mới chỉ là học của bữa nay nữa là 4 bài, bài thứ 4 còn 6 bài nữa. Như vậy chúng ta còn những 6 bài, chúng ta còn những 26 bài. Thì trong 26 bài đó chúng ta học cả tháng. Cho nên hôm nay Thượng Tọa Giáo Đoàn hội thì có lẽ chúng tôi nghĩ rằng là hơi sớm, hơi sớm để mà định được. Bởi vì cũng cảm ơn Thượng Tọa là Thượng Tọa đã gợi ý sẵn, gợi ý sẵn để các vị giảng sư chuẩn bị có tác ý suy nghĩ đến giáo trình kế tiếp. Còn bây giờ thì chúng ta chưa có trả lời được. Nam mô Bụt Thầy. Chưa bất ngờ. Dạ, thì cũng rất mong là Chư Tăng sẽ lưu ý và quan tâm việc này. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta rất là cần để đầu tư ít thời giờ tâm trí cho giáo trình kế tiếp. Cái việc học một giáo trình mới mà nếu chuẩn bị tốt, sự bước đầu mà chúng ta có cái chuẩn bị thì mỗi một giáo trình có một cái cách dạy khác nhau, những cách biên cách soạn giáo trình khác nhau. Và cũng mong Chư Tăng lưu ý về điểm này. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong Phật học này, có vấn đề mà đôi khi nó hơi khó nghĩ cho chúng ta một chút. Khó nghĩ là có những cái định nghĩa về pháp đó, nó mang tính gọi là phủ định từ. Thí dụ như là Phật pháp nói về thập ác và thập thiện. Thập ác là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Thập thiện thì nói cách phủ định của không trộm cắp, không tà hạnh. Thì thưa quý vị, có nhiều sự suy tư mà dựa trên những cái điểm này. Tại vì một số người nghĩ rằng không sanh, không trộm cắp hạnh thì mình đã thân hiện thiện rồi. Nhưng có số vị khác thì nghĩ rằng mình không sát sanh, không trộm cắp, thân và hạnh cũng chưa đủ gọi là thân hiện thiện. Bởi vì có thể cái bối cảnh sống con người đó nó không có cần phải sát sanh, cần phải trộm cắp, cần phải tà hạnh để sống về đó. Nhưng mà nó phải có cái gì tích cực hơn. Thí dụ như là ngoài cái việc không sát sanh thì còn có là làm thế nào đó mà chúng ta nuôi dưỡng cái đức hiếu sinh của mình. Và chẳng những vậy mà chúng ta giữ cái tâm ý của mình được trong sạch. Tức là không làm điều ác được, cũng phải làm hạnh lành, rồi phải thanh tịnh tâm ý. Mình không có sát sanh, nhưng mà rồi mình còn thể hiện cái lòng hiếu sinh của mình bằng cách là mình bồi đắp cho cuộc sự sống, tôn trọng sự sống. Và đồng thời thì mình không có vui theo với sự sát sanh, không dạy ai sát sanh, không có khen ngợi sự sát sanh chẳng hạn. Thì đây là một điểm mà tương đối rất là tế nhị. Thí dụ như chúng ta nói về ba cái chánh tư duy. Chánh tư duy là không có dục tư duy, không có sân tư duy, không có hại tư duy. Thì thưa quý vị, mình biết cái bản chất cái nội tâm là nó thiên về dục, thiên về sân, thiên về hại.
để cái tâm mà không có dục tư duy, không có sân tư duy, không có hại tư duy đó, thì ít nhất là mình phải có một cái căn bản tu tập nào đó mình mới tránh được ba cái đó. Bởi vì định nghĩa như vậy là đủ, định nghĩa như vậy tới tránh tư duy nghĩa là không có dục, không sân, không có hại. Mà người nói rằng ồ, cái sự phủ định đó, nó có tất cả là thụ động quá, đâu có cái gì đâu mà quan trọng. Nhưng mà kỳ thật là mấy ai trong chúng ta mà không có cái ý tưởng tích cực về quán cái bất định, mà chúng ta thể trừ được dục tư duy. Không ai, không có ai trong chúng ta mà không có đủ, không có nhiều từ tâm mà thể tránh được cái sân tư duy. Và ai trong chúng ta không có đủ tâm bi mẫn mà chúng ta thể tránh được cái hại tư duy. Thật ra mình nói rằng không dục, không sân và không hận tư duy. Nhưng mà phải nhận rằng để có được ba thứ, được cái không đó, ba cái không đó, đó, thì những cái cách quán như là quán bất tịnh hay là pháp tu tập từ tâm, tu tập vi tâm đó, nó phải được trưởng dưỡng đủ. Thật tình mà nói đó thì trên phương diện pháp hành đó, đôi lúc nó nằm ở trong đường tơ kẻ tóc thôi. Nó nằm trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái chữ tà và chữ chánh, giống như chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, chánh mạng đó, hay là tà đó, thì nó phải mang một ý nghĩa thật mạnh, mạnh hơn là cái quan niệm có tác cách là thường thức của chúng ta. Ví dụ như mình nói rằng chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói chia rẽ, không nói nhảm nhí vô ích. Thì thưa quý vị, cái đó đó thì đúng là một cách nói về phủ định từ gọi là chánh ngữ. Nhưng mà một cái vị mà sống ở trong rừng sâu hay là sống một mình, hay ít tiếp xúc với bên ngoài, thì thật ra nó chưa đủ để chúng ta gọi là vị đó có được cái chánh ngữ. Mà chánh ngữ ở đây tức là một cái thái độ rất là dứt khoát, thái độ đủ rõ, thái độ đủ mạnh ở trong cái việc mà lời như vậy thì không nói, ngôn ngữ như vậy thì không xài. Và nếu mà cái sự biểu thị ngôn ngữ của mình có phương hại đến tất cả chúng sanh, với bất cứ chúng sanh nào, thì mình tuyệt đối là không, không đụng tới. Cái thái độ quyết tâm nó phải mạnh mẽ, nó phải có chủ tâm từ bỏ, thì chúng ta mới gọi là chánh ngữ. Rồi thật ra có một cái cách định nghĩa nào đó trong đạo Phật định nghĩa về giới đó, mà ở đây chúng ta nói về giới học tăng thượng đó, thì giới ở đây nó phải là chủ động từ bỏ, chứ nó không đơn thuần là không có cái hoàn cảnh mà có được. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến về chánh định, thì thưa quý vị, rõ ràng là khi mà trong đó về định học tăng trưởng tăng thượng, tức là mình nói về chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì cái chữ tà đó nó cũng phải mang một ý nghĩa mạnh, ý nghĩa mạnh. Ví dụ như là có tinh tấn nhưng mà tinh tấn một cách sai quấy thì gọi là tà tinh tấn. Và nó không hẳn là sai, là tinh tấn không đúng cách, mà nó ở trong cái sự tinh tấn đó, cái sự siêng năng đó đó, nó có một cái nó có một cái hướng mà khiến cho chúng ta đi vào con đường làm lại. Ví dụ như vậy là con người mình siêng năng cống kiến, siêng năng làm với giới cấm thủ. Chúng tôi nói rằng có người nào đó mà mình nghĩ là mình tụng kinh một chữ mình lại một lại chẳng hạn, hay là mình bước đi một bước mình lại một lại, thì nghe là có tinh tấn thật, nhưng sự tinh tấn không đi về đâu hết. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người tinh tấn như vậy không đi về đâu hết. Thì cái sự tinh tấn đó, nó đi với thời Đức Phật lại thấy không thiếu gì những sĩ Bà La Môn, mà họ có những cái tinh tấn, mà những tinh tấn đó đó nó chỉ từ giới cấm thủ thôi, cái đó mới gọi là tà tinh tấn. Còn cái sự uể oải lười biếng bình thường thì nó không không đủ gọi là tà tinh tấn được. Thật ra khi chữ tà đó nó cũng phải mang cái ý nghĩa mà chúng tôi tạm dùng gọi là nó đậm đặc, giống như mình uống cà phê nó đậm đặc, tức là nó mạnh hơn, nó có cái cách là nó để lại cái hệ quả về sau này. Nên thưa quý vị, đây là một cái đề tài không đơn giản. Thí dụ như mình nói bát chánh đạo mình phải hiểu rồi, nhưng mà bát tà đạo đó
thì bác ta đã ở trong mình phải có cái định nghĩa rất là nhiều. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bố Đại Dharma. Kính chương chức sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú lành thai. Con Khai Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấu xướng ôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Phong Lan ơi, có trước máy không Phong Lan? Phong Lan để kinh đi Phong Lan. Con xin hồi hướng phước lành là cảm cùng với chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện quả ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên và thầy bảo rừng gầm xa cầu cho thương ba cõi sao trường do những đường phạm khó khăn vô cùng của nhân